Xin chào tất cả mọi người đến với kênh Văn hóa Việt nha. Hôm nay Nguyễn Thứ có đi phát cỏ với cái vườn mít, nên là phát cỏ quý vị nha. Nguyễn Thứ sẽ giới thiệu cho các bạn biết được rằng cái vườn mít Nguyễn Thứ trồng năm ngoái mà hiện tại là nó to cao như thế nào. Ở đây Nguyễn Thứ có trồng khoảng 600 cây mít. 600 cây mít trong cái vườn này là có rất nhiều loại mít, nhiều loại giống mít. Ở đây có mít xạ, mít Thái gọi hay gọi là mít siêu sớm. Thứ hai nữa là mít sơ trắng ruột đỏ và mít sơ đỏ ruột đỏ. Và mít không hạt và mít Malaysia, tức là mít một trái dài 1 mét nặng đến 50 kg đấy ạ. Là năm giống mít ở đây. Mình sẽ share cho quý vị thêm rằng sang năm nó có trái nhiều như thế nào nhé. Đây quý vị nhé, cây này nó được 15 tháng tuổi cả vườn luôn. Hiện tại những cái mít này là cao khoảng cỡ 3 mét đến 3 mét rưỡi. Cây này là mít sơ đỏ ruột đỏ, nguyên sơ đỏ ruột đỏ quý vị nhé, nó nhìn cái lá nó khác hoàn toàn, sơ đỏ ruột đỏ. Cây mít Thái siêu sớm thì phát triển rất là cao to rồi. Đây mình này mít siêu sớm này, mít Thái siêu sớm chuẩn bị có quả rồi nhá. Còn đây này, cây này cũng là mít sơ đỏ ruột đỏ này. Mít Thái này, mình sẽ cho cả nhà xem cái mít là sơ trắng ruột đỏ, người ta hay gọi là mít tứ quý, có nghĩa là cái có trái quanh năm đấy ạ. Không, mít to chưa, to cao. Đây, cái mít này là cái mít sơ trắng ruột đỏ, mua ở dưới Cà Mau, giống mua dưới Cà Mau quý vị nhá. Đó, này là trồng hạt. Mít này họ nói là có trái quanh năm, hiện tại là mình chưa có trái mình không biết, nhưng mà sang năm có trái thì sẽ biết. Có trái quanh năm nhá, chúng ta tưới tắm đầy đủ là phân cho đầy đủ là có trái quanh năm luôn, không bao giờ mà gọi là mít vụ hay mít mùa gì hết ạ, lúc nào có trái. Hiện tại mít Thái cũng vậy, mít siêu sớm cũng vậy, có trái quanh năm hết, chúng ta chăm sóc ok là chăm sóc tốt là trái quanh năm luôn. Đây, cả một cái vườn mít của mình luôn, thanh thang. Này tới 600 cây mít, các vị biết nhiều đến mức độ sao. Mít tới đây chắc chắn là sẽ rẻ tiền chứ không có đắt như bây giờ. Hiện tại bây giờ được 10.000 một ký, nhưng sau này khoảng cứ chắc có mấy ngàn thôi. Nhưng mà Nguyễn Thứ hy vọng là chỉ cần 5.000 thôi, 5-3.000 thôi thì cũng rất là ok. Sau này Nguyễn Thứ đi làm phim, đi quay phim đến các câu lạc bộ then, câu lạc bộ phong sư, các đội then, thì Nguyễn Thứ sẽ cho vào ô tô chở đến tặng quý vị mỗi lụi khoảng có vài trái ăn chơi ha. Đó là cái thích thú và cái mong muốn của Nguyễn Hữu làm. Mình mà trồng lên nó có thành quả thì mình sẽ đem chia cho anh em bạn bè đồng nghiệp ăn, đó là cái điều rất là vui. Đây là quay video vậy thôi nhá, nhưng mà chúng ta xem trực tiếp rất là đẹp luôn á. Đúng rồi, quý vị thấy là bây giờ riêng cái vườn mít là không bao giờ làm cỏ nhá, chúng ta chỉ để cỏ thôi. Ở gốc thì chúng ta có thể xịt thuốc sơ sơ, mà không thì ví dụ như những cây cao to vậy thôi thì ở gốc gần như là không có cỏ luôn, có những sợi cỏ mỏng mỏng thôi, chúng ta không nên xịt thuốc cỏ. Ở gốc chúng ta nhổ cỏ hoặc có xịt thuốc cỏ xịt sơ sơ, còn phía ngoài chúng ta phát, nó phát thì là cái lượng cỏ rất là có cao tầm khoảng cứ 80 cm quý vị nhé, nó phát ra thì rất nhiều luôn, nó sẽ thối và nó sẽ tạo ra một cái lượng lâm hữu cơ rất là lớn ở trong vườn. Vườn trái cây cũng như vườn cà phê thì các bạn nên nuôi cỏ, chúng ta chỉ xịt cỏ gốc hoặc là nhổ cỏ gốc thôi, còn bằng chúng ta nuôi cỏ hết, bao nhiêu chúng ta nuôi cỏ hết. Đó, nuôi cỏ thì nó mát cũng như tốt cho vườn cực kỳ luôn, cho đất cực kỳ luôn, sẽ không sinh bệnh, ví dụ như các cái bệnh như là thiếu lân này hay là lở cổ rễ này, đặc biệt nhiều bị nhiều nhất là bị lở cổ rễ, có nghĩa là bị tuyến trùng rễ đó quý vị ạ. Còn nhiều người không biết là vườn xiên quá thì cứ cầm cuốc cuốc cào hết này, vừa bị sói mòn vừa bị các cái bệnh khác, như là cây sẽ tuổi thọ sẽ không cao cũng như không năng suất về trái,